Chào mừng các bạn đến với chương trình Chém Gió Kiến Thức Thực Phẩm Bổ Sung. Và hôm nay Duy Nguyễn sẽ mổ xẻ hướng dẫn chi tiết các bạn Mask Scanner từ A tới C hay từ A tới à, và Duy Nguyễn sẽ dùng phần này để minh họa à, cái tập của Duy Nguyễn kỳ lắm bạn. Minh họa mang đẳng cấp cảm viết rồi. Chứ còn mấy con buôn trên thị trường á, không bao giờ Duy Nguyễn tìm hiểu đó thiệt. Đâu phải là sản phẩm nào Duy Nguyễn cũng làm clip đâu các bạn. Và đây là sản phẩm Mask của ông thầy. Thầy này là thầy phù thủy, rất là nổi tiếng trong thể hình chuyên nghiệp của thế giới nha, chứ không phải là thể hình amateur đâu, rất là chuyên nghiệp. Mình sẽ phân tích cho các bạn là những cái hay và những cái điều mà nó cấu thành một cái loại mask của những Olympia. Thì bạn biết cá tính của ông Hanva, ông robot không? Tấm ông này rất khó, cầu toàn và rất chi li. Và cái sản phẩm Evolution nó ở cái mindset nó là sản phẩm luxury chất lượng cao. Bây giờ trong cái thế giới thực phẩm bổ sung nó chia năm xẻ bảy đồ nhiều lắm bạn à, mấy cái thằng mà đồ xịn nó bị dạt về phía sau là không, những thằng đồ cục bắp nó nổi lên phía đầu. Thì bây giờ bạn là một doanh nhân thì bạn đi theo hướng nào? Ông thầy đi hướng ngược lại, đó là lý do tôi phái ông thầy. Đó là lý do là giờ Duy Nguyễn xài một là của ông thầy, hai là của ông bạn. Thật ra nói bạn cũng hơi láo, nhưng mà tại vì thêm thân quá lắp ra đó bạn, thân quá này nọ kia, còn ông này chắc thầy. Đó, tại sao mà Duy Nguyễn nói là những sản phẩm mà VIP nó lùi lại phía sau? Tại vì đơn giản bây giờ là chi phí nó tăng á, nên người ta sẽ nghĩ tới cái việc mà người ta hạ giá sản phẩm xuống bằng những cái nguồn nguyên liệu rẻ, rồi bằng những cái sản phẩm chất lượng nằm ở cái mức mà gọi là chấp nhận được, hoặc thậm chí là rác luôn. Làm ăn mà miễn sao có lợi thôi, chứ cần khí khô gì mà uống tôi uống đâu. Đó, người ta sẽ nghĩ vậy chứ phải tôi nha. Rồi bây giờ nếu mà sản phẩm cùi thì tôi biết viết khí khô lên web đâu biết viết gì đâu. Ừ, trên web thì chỉ viết ở đại loại này tốt rồi này vậy hết rồi đó. Rồi thủ thuật thêm amino spiking vô cho đẹp profile thôi. Rồi xong rồi đi chạy bonsor quảng cáo trên mạng xã hội, xong rồi nó nổi lên nhiều quá. Ngày xưa con đường chưa có, người ta đi nhiều nó ắt thành đường. Đó, rồi xong rồi bỏ cho mấy cái tiệm tạp hóa gói đầu đồ nè, để 10 bịch 7 bịch đồ để mấy tiệm tạp hóa đông vô. Thì từ đó nó sẽ làm cho các bạn ngáo mindset. Ngáo mindset là gì? Không phân biệt được cái khái niệm popular và quality, tức là bạn nghĩ nó phổ biến thì nó sẽ là tốt. Đó. Nhưng mà cái ông thầy á, ông đi theo hướng khác, ông đi ngược lại hai cái việc làm của ông. Thứ nhất là sản phẩm của ông luôn là top. Tại vì sản phẩm phải top thì đệ ông thi mới đậu. Chứ mà ông cho đệ ông đi uống bậy bạ là kể như uống xăng pha nhớt là chết đệ luôn. Ngược lại á, thằng đệ ông đậu, ông có thành tích, cái sản phẩm của ông cũng được hưởng theo. Không có lộn đâu, này tính ghê lắm. Và cái thứ hai nữa đó là rất là giới hạn người bán nha mày. Giới hạn người bán là gì? Mấy distributor, mấy cái retailer nó rất là giới hạn người bán. Tại vì cái ổng quan điểm như vậy, sản phẩm của tớ đó không thể nào để cho cái bọn con buôn phàm phu tục tử kém chuyên môn mà thiếu đạo đức bán. Ồ ổng vậy đó, tôi ghiền hôm nay dạo này là vậy đó. Có lý do mà cảm thấy mình nghe xong nó thấy nó đã rồi đó, nó phù hợp với mình thế thôi. Tức là sản phẩm này á, Tú mày có tiền tỷ cũng được, Tú bán được. Tại vì Tú nó là không có chuyên môn, nó không có đam mê với gym luôn, nó không có khi khô tướng thì những cái bán này đó, kiến thức không có mà đi bán súp bán cái gì, đó là tiệm tạp hóa. Thằng kia lượm lại, ủa tao bán súp tao chỉ cần miễn sao tao bán được hàng, tao cần gì mấy kia. Thì đó là hai cái luận trường phái tranh luận về kinh doanh, ai biết đang theo trường phái nào. Đây thằng ngoài kia bụng bự nó bán súp kìa, rồi xong rồi cái nào đâu có đó, ví dụ như khách, ví dụ nó nhập sản phẩm mắc, xong rồi khách chê, nó ôi chê này có này rẻ hơn nè, tốt y chang, nó nói xong miễn kia chịu thôi. Đợi má, đó là Duy Nguyễn nói về con người của Humboldt. Và bây giờ Duy Nguyễn nói về Mr. Olympia giờ khó hồi xưa bạn. Hồi xưa thi đấu có mấy người à, còn giờ một cái giải có trăm người, xong rồi đá vòng loại rồi vô chung kết mười mấy người, hai chục người. Mà cái Mr. Olympia là gì? Lên sàn cần phải nét nhất, mà xuống sàn cần phải bự nhất. Đồ này mới ghê nè. Vậy thì từ nét qua bự phải làm sao? Nó kêu là chu trình xả cơ. Vật chi xả cơ thì có hai loại xả cơ, xả dơ, xả sạch. Này mới nghe đúng không? Tôi xả ra mà khối lượng cơ tôi nó tăng nhanh, nhưng mà mỡ với nước tôi nó tăng chậm. Đó là xả sạch. Thì mấy ông Olympia cần phải xả sạch, chứ mà ông xả dơ tao không xí xíu nổi. Nên cái Olympia là cái tiêu chuẩn khắt khe nhất về thực phẩm. Đúng nhận sai cãi mà không cãi nổi đâu. Nên ở Olympia nó là cái tầm khác. Nên tất cả những cái gì mà Olympia đương thời đang sử dụng đó, đó là những cái tốt nhất họ có thể. Còn Olympia hết thời đi quảng cáo lum hết đó khác rồi. Tôi khuyên bạn đừng nhận nghe Olympia hết thời á. Nghe Olympia hết thời á là chia sẻ về chặng đường của người ta thì ok. Cái đó nghe thôi, nghe giải trí thôi. Chứ còn mà nghe Olympia hết thời mà xài loại súp nào đó là bạn hết sức cẩn thận. Cũng có thể đúng và cũng có thể là sai nha. Nhưng còn đương thời người ta bỏ vô miệng tao có giỡn mà. Đâu không có ai mà lấy cái sự nghiệp đang ngon lành ra mà quảng cáo bậy bạ mà cắt xong rồi đi banh chành cái tướng rồi thôi thua luôn. Vậy thì tôi nói tới nó luôn với bạn hai điểm đây làm gì? Để tôi cho bạn thấy rằng cái sản phẩm súp hiếu này là
ai làm? Robot làm. Ai sai? Hai gà sai. Gà nào? Chu Bình số 1, Bi Dách số 2, đương thời. Mà trước cái đương thời đó đó là hai ông nội đó xài này mấy năm rồi mới lên chức á. Chu Bình thì hạng 3 hai lần. Nhưng mà chưa lần hạng nhất. Nhưng mà xài này từ đó luyện luyện lên hạng nhất rồi. Rồi Đi Dách thì xài này lên hạng nhì. Thì một cái sản phẩm nó kết hợp giữa một người thầy huyền thoại với những chiến binh vĩ đại thì đó là tốt. Nó là ao trình đó. Nên ở cái sản phẩm này các bạn khỏi có phản biện đi. Các bạn khỏi không bị thằng này nó dở ở đâu? Nó chỉ dở có một điểm thôi, cái điểm gì không? Mắt. Dở điểm đó đó. Mắt. Nghe cái bịch này hai cũ là cái gì quéo. Anh Duy Nguyễn là bịch này hai cũ xài được nhiêu lần anh? Anh không có nói được xài được bao nhiêu lần của em. Tại cái lần của em không chuẩn. Anh chỉ nói là cái bịch này nó có 17 cái serving. Và mỗi serving này nó là cái bảng này và cái bảng này. Chút xíu gì mà sao nói qua đó. Thì nó mắc hay nó rẻ là tùy mindset và điều kiện của từng người đó sao nói đúng không? Nếu bạn nghiêm túc bản thân thì bạn phải đầu tư, chuyện đó nói rồi. Không thể nào mà uống mát cái kiểu mà uống không biết bao nhiêu bịch. Đúng không? Mình muốn tăng cân, bây giờ tôi đang 50kg, muốn lên 70kg, tôi phải có lộ trình. Nó chuyện nó chuyên nghiệp chứ. Giờ thôi, giờ vô hỏi anh ơi, giờ em tăng gì sao anh? Thôi mày tập đi, nào mày ăn cơm, mày từ từ lên. Đầy câu đó, nhỏ lớn nghe hoà, Nguyễn Trả không nói thôi. Rồi cho bạn coi cái nhỏ này. Bịch này. Làm trong cái này nè. Bạn biết làm trong cái này là ý nghĩa gì không? Thách thức mua. What? Thách thức thằng mua. Nếu mà nó không trong nó bao lượt hết trơn á. Bạn thấy bột ở trong không? Nope. Không thấy bột ở trong bạn mua về bút xa rồi đi bụi rồi. Nhà xuất ý nói là ừ nè mình đợi gì đó ngon phốt đi. Khi mà gọi là phân phối hàng cho những cái thương hiệu top. Những thương hiệu mà cái người chủ á là người ta từ cái dân chuyên nghiệp người ta đi ra và người ta business bằng cả cái niềm đam mê khát khao để chạm tới một cái thành tích mới. Nó đã lắm, cái cảm giác bạn là người tiêu dùng bạn sẽ khó hiểu. Nhưng mà Duy Nguyễn là một trong người vậy đó. Tôi thích làm để tôi chạm tới một cái mới, chạm tới một cái cao hơn. À, nãy giờ nói mày nhiều quá, ông này giữ 22 lần qua nói ông bạn lập roda tí, ok. Lập roda ngày xưa vua giờ nhì thua ly hạt ni quá dữ. 8 lần vô địch Olympia giữ kỷ lục luôn, làm lại tại sao ly hạt ni bự hơn, cao hơn, còn ly lập roda thấp hơn này nọ kia hạng nhì. Bực mình quá qua sự nghiệp kinh doanh đó là cái cách mà lập roda chạm tới một cái mới. Bây giờ nhắc tới ly hạt ni ta biết ừ ông này vô Olympia hết, nhưng mà nhắc tới ly lập roda thì vừa Olympia, vừa cống hiến cho cộng đồng thành phố Houston và vừa là một nhà business thành công cho tới ngày điểm tới thời điểm ngày hôm nay. Đó là cách mà Lavada chạm tới một cái thành công mới. Thì các bạn thấy thông qua video này các bạn thấy được những cái nhà chuyên nghiệp người ta như thế nào không? Người ta có những cái con đường đi mà mình cảm thấy nó hay, nó thú vị. Và đôi khi Duy Nguyễn muốn đồng hành với họ. Đó là phần kiến thức chưa đụng tới gì, sản phẩm mà chưa PR luôn, chưa quảng cáo, chưa đụng tới luôn. Còn bây giờ Duy Nguyễn sẽ nói là thằng này nó biết ở chỗ nào. Duy Nguyễn nói kỳ quá, biết là mấy ổng giữ rồi mà anh cứ nói chung chung gì hoài em cũng đâu hiểu nó biết ở chỗ nào được. Không sao, fan của Duy Nguyễn thì Duy Nguyễn sẽ cung cấp lại kiến thức. Nè bạn nhìn thấy không, nè premium protein and clean carb. Thì bây giờ mình phân tích sản phẩm mình sẽ đi cho các bạn thấy nè, premium protein và clean carb. Rồi xong quay qua đây bật nè, cắt ten evo gym, nó biết những cái đó đó.